Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khuôn khổ các hoạt động thuộc Liên hoan Phát thanh Truyền thanh Truyền hình toàn tỉnh, sáng nay tại trường quay S9 Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã diễn ra phần thi chương trình phát thanh trực tiếp. Đây là lần đầu tiên chương trình phát thanh trực tiếp 15 phút được tổ chức thi trực tiếp, thu hút sự tham gia của 10 đơn vị đài truyền thanh xã thị trấn, đại diện cho các đài huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Các phần thi đều được các đơn vị chuẩn bị kỹ với nhiều chủ đề hay như những cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới, gương người tốt việc tốt, phòng chống dịch bệnh, lừa đảo bán hàng đa cấp, các tệ nạn xã hội. Phần thi của các đơn vị chủ yếu đều được thể hiện với hai giọng nam nữ, gây sự thu hút cho người nghe, đặc biệt đài truyền thanh xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi đã có cách thể hiện mới khi đưa nhân vật hát trực tiếp tại trường quay. Với những đổi mới trong liên hoan lần này đã tạo sự hào hứng, cơ hội giao lưu, học hỏi cho các đơn vị đài cơ sở. Lần đầu tiên tham dự cái chương trình phát thanh trực tiếp tại đài tỉnh ấy, thì bản thân tôi rất là vui vì có cái sự gắn kết giữa các huyện với nhau, trao đổi kinh nghiệm giữa các cái tin bài, học tập được ở các cái đơn vị bạn nhiều hơn về cái thể hiện về đọc cái tin bài này.